Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ ra ngoài trời để mình bay test thử cái viên pin 3830 của Mavic Pro ha. Mình độ cho Mavic Mini ha anh em. Đây là clip thực tế ha, mình bay ngoài trời để mình xem coi là cái thời gian nó đạt được là bao nhiêu phút nha anh em. Thì đây là cái ngoại hình bên ngoài, mình để cái viên pin ngoại hình bên ngoài của cái con Mavic Mini ha, mình để cái viên pin ở trên lưng của con Mavic Mini trông như thế này anh em. Thì khi mà để như vậy chắc có lẽ là sóng GPS nó sẽ hơi yếu á, tại vì nó bị cản cái module GPS nằm ở trên này nè, nó bị cản cái module GPS nằm trên này đó. Thì nhưng mà mình cũng không còn lựa chọn nào khác, tại vì mình để dưới thì nó cản cái cảm biến bụng nè, nó cản biển cảm biến bụng, cho nên là mình buộc phải để trên thôi anh em đó. Mình để như thế này, mình đã dán bảo vệ lại ha, mặt sau mặt trước này kia, cái đường cáp kết nối mình đã hàn lại kỹ lưỡng lại ha anh em. Và sẽ tiến hành bay test trong trời có gió luôn ha anh em. Rồi ok anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bay và quay phim màn hình lại cho anh em xem ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nó ha anh em. Do mình đang cầm một tay á cho nên là mình cũng hơi khó. Rồi ok anh em, nó khởi động bình thường ha. Xong rồi ha. Mình sẽ cân chỉnh viên pin lại cho nó chuẩn một chút. Ngắm nghía nó kỹ càng một chút xíu ha, để trước khi nó tiến hành cất cánh bay ha. Rồi ok anh em. Rồi ok, mình ở đây mình sẽ tiến hành mình quay 1080 nha, ở 60 frame ha. Vì mình quay 2K nó tốn bộ nhớ quá, mình không có nhiều bộ nhớ. Thì đây mình đang chờ GPS ha, và nó báo là compass calibration gì nè, mình sẽ clip lại cái compass cho nó ha. Ok anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chờ GPS ha. Thì do điện thoại của mình nó bị giới hạn quay phim màn hình đó anh em, mình chỉ có thể quay cho anh em. Ok, mình sẽ quay cho anh em chỉ trong khoảng 5 phút thôi, mình phải ngắt ha. Còn clip gốc mình sẽ lưu lại trên thẻ nhớ và mình up trên một cái kênh khác ha. Điện áp hiện tại là 4,31V ha anh em. Ok anh em, mình sẽ bắt đầu cất cánh đây, bắt đầu ghi hình. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Thì mình sẽ tiến hành hover trước một đoạn ha anh em. Mình sẽ phải hover trước một đoạn để mình kiểm tra tính ổn định của máy bay ha. Để trước khi mình thực hiện chuyến bay ha, thì anh em coi nè, nó viên pin mình đang để trên lưng ha. GPS thì cũng đạt được khoảng 15 16 điểm gì đó. 11 12 điểm gì đó, nó có nói chung cũng đủ bay đó anh em. Mặc dù là nó đã cản module GPS nhưng mà cái module nó vẫn có thể truyền qua được ở bên hông của máy bay, thế cho nên là máy bay nó vẫn có thể bay bình thường ha. Hiện tại nó đang giữ ổn định vị trí rất là tốt ha. Mình sẽ hover một chút và tiến hành mình bay thật cho anh em xem luôn nha. Mình sẽ ghi hình liên tục luôn để nó không có, để nó mang cái tính mà trực quan nhất cho anh em xem ha. Gió lúc này cũng tương đối mạnh ha anh em. Rồi ok anh em. Thời gian đạt được của em nó anh em coi mà trên màn hình nó dự đoán nè, 53 phút ha anh em. 53 phút và điện áp là 4,11V ha, 4,12V. Đây chính là một cái lợi thế của pin lipo li HV anh em. Đó là cái điện áp nó còn rất là cao ha. Nó khi mà nó bắt đầu tải vô thì điện áp nó còn rất là cao. Cho nên là anh em thấy là nó có cái công suất cái công suất bay rất là tốt ha anh em. Đó, cho nên anh em thấy là bởi vì cái pin lipo tại sao mà nó lại được sử dụng phổ biến trên cái máy bay không người lái như vậy ha. Thì đối với Mavic Mini và Mini SE ha, nó sẽ có cái khả năng kháng gió tốt hơn, tại vì nó sử dụng pin lipo ha anh em. Nó có cái điện áp cao hơn, cho nên là cái điện áp nó cao hơn, nó làm cho cái công suất của motor nó cũng lớn hơn anh em. Vì cái tốc độ vòng quay của motor nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái điện áp ha.
nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái điện áp, và điện áp cao lúc nào cũng sẽ có lợi hơn một cái viên pin có điện áp thấp ha. Đó, đây mình sẽ bắt đầu quay pin và ghi hình cho anh em xem ha. Thời gian nó ước tính còn lại là 52 phút ha. Đó. Thì trên màn hình anh em có thể thấy nè, mình xin phép được quay một đoạn chừng 5 phút nha, mình sẽ ngưng ha. Và mình sẽ tiến hành quay phim liên tục để cho nó lưu vào thể nhớ và để mình xem được cái tổng thời gian bay của em nó là được bao nhiêu ha anh em. Chứ mình không thể nào quay phim màn hình mà quay liên tục quay dài được, vì cái điện thoại của mình nó không có đủ bộ nhớ để mình có thể quay một cái liên tục lên tới 30 đến 40 phút ha, mình không thể nào quay được như vậy ha. Thì mình chỉ xin phép mình quay một đoạn ha, mình cắt và mình tiến hành mình bay xả pin nó ha. Rồi đến khi nào mà mình có cái clip hoàn chỉnh đó, tức là mình đã quay lại luôn vào thế nhớ hoàn chỉnh đó, thì mình sẽ show cái clip đó lên trên cái kênh Minxi Inflight của mình ha, để anh em xem được cái thời gian bay của em nó là được bao nhiêu ha. Mình sẽ để cho em nó ghi hình liên tục ha anh em. Đương nhiên là mình không có thể nào mình cho nó bay xa, bay long range, bay đường dài được, vì đây mình cũng đang mới test lần đầu ở ngoài trời thôi, nên là mình cũng không dám bay xa ha. Bây giờ thì nó nguy hiểm lắm, mình có thể nó bị rụng mà mình không có nhặt kịp em ấy á, cho nên là mình chỉ bay tại chỗ ha, bay gần gần, mình bay tới bay lui để cho nó có cái để cho được cái thời gian thực tế khi mình bay trong điều kiện ngoài trời có gió và GPS nha anh em. Rồi ok anh em, thì anh em coi nè, điện áp hiện tại đang là 4V ha. So với pin lithium ion á, thì khi mà anh em bay cho tới khoảng độ 80-90% ha, điện áp nó sẽ sụt còn khoảng 3.8V ha, hoặc là 3.9V ha. Thì với cái điện áp cao hơn á anh em, với cái điện áp cao hơn thì lúc nào nó cũng sẽ có lợi hơn ha anh em. Với cái điện áp cao thì lúc nào nó cũng sẽ có lợi hơn ha. Có lợi hơn cái điện áp thấp ha anh em. Đó chính là cái lợi điểm của pin Li HV ha anh em. Đó. Thì anh em mà sử dụng flycam, sử dụng drone này kia đó thì hầu như đều phải sử dụng pin lipo li HV thôi anh em. Chứ mà chúng ta sử dụng pin lithium ion mà nói thật sự là nó tồn tại quá nhiều nhược điểm ha anh em. Đó, vì pin lithium ion thì điện áp lúc nào nó cũng thấp hơn ha. Và cái dòng xả của nó cũng kém hơn nữa. Chưa kể là đến cái cân nặng của nó ha. Thì với viên pin 3830 của Mavic Pro thì nó có cái cân nặng chỉ nhỉnh hơn cái viên pin Sony VTC6 một ít thôi ha anh em. Nó nặng hơn độ đâu đó khoảng thêm 30 gram nữa anh em. Tức là so với cân nặng của pin zin luôn là nó nặng hơn khoảng tầm đâu đó 50 gram ha anh em. Nặng hơn khoảng 50 gram mà chúng ta có được cái dung lượng lên tới 3830 ha. Còn trong khi pin zin của chúng ta thì chỉ có cái dung lượng là benzin thì chỉ có dung lượng là 2500 ha anh em nha. Và dòng xả của pin Mavic Pro này thì anh em khỏi cần phải lo luôn, dòng xả của pin Mavic Pro nó lên tới là hình như là 15C thì phải. 15C mà chúng ta nhân cho 15C mà chúng ta nhân cho 3830 thì anh em biết là cái dòng xả nó lên tới khoảng 10C thì 3800 thì nó được 38A ha. Thì này 15C thì nó phải trên 40A ha. Nói chung cái đối với cái dòng xả thì em nó phải thừa luôn ha anh em. Em nó rất là thừa về dòng xả luôn ha. Dòng xả rất là thừa luôn. Đó. Chính vì cái điều đó thì cái viên pin mà Mavic Pro này mình nghĩ nó độ cho Mavic Mini thì nó sử dụng rất là tốt ha. Nhưng mà có cái điều là cái thiết kế của nó hơi củ chuối ha anh em. Đó. Thiết kế của nó thì nó hơi chuối một chút xíu tại vì mình không thể đặt trong vừa ở trong cái em Mavic Mini được, vì nó to quá nè, mình phải đặt lên lưng ha. Và khi mà anh em đặt cái viên pin lên lưng á thì nó lại có một cái vấn đề xảy ra, đó là nó sẽ cản gió ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ cản cái module GPS ha.
Đó, và cái thứ ba nữa là nó làm cho thay đổi cái trọng tâm của máy bay ha anh em, nó làm thay đổi trọng tâm máy bay. Cái thay đổi trọng tâm nó có thể khiến cho máy bay chúng ta nó hoạt động không ổn định ha anh em. Đó, đó chính là cái nhược điểm là khi chúng ta sử dụng pin Mavic Pro để độ cho Mavic Mini ha. Thì với những anh em sử dụng Mavic Mini 2 và Mini SE thì chúng ta sử dụng cái cell chúng ta sử dụng cái cell của Mavic E2 ha, nó rất là tốt luôn ha anh em. Sử dụng cell của Mavic E2 rất là tốt luôn, tại vì nó để lọt vừa ở trong luôn. Và khi để lọt vừa ở trong như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải bận tâm tới những cái vấn đề về ngoại hình thiết kế này kia ha, nó rất là đẹp, nó rất là gọn ha. Đó thì anh em sử dụng Mavic Mini 2 thì có cell Mavic E thì quá tuyệt vời luôn anh em. Còn đây thì mình chỉ có Mavic Mini với cell của Mavic Pro sạc đến 4.35V ha. Thì cho tới hiện tại thì Mavic Mini chỉ có thể sạc lên được 4.35V nha anh em, mình đã tìm đủ mọi cách rồi. Không thể nào sạc lên được 4.4V cho cái cell Mavic E ha, cho nên mình không có sử dụng cell Mavic E để mình test thử cho anh em xem thời gian bay ha. Nó khổ một cái gì đó anh em. Đó là giới hạn nha, giới hạn của DJI đã đặt vào trong pin của Mavic Mini ha. Thì trên chúng ta có can thiệp tinh chỉnh cỡ nào thì cái đó là giới hạn, theo mình nghĩ là giới hạn của phần cứng rồi. Giới hạn của phần cứng rồi nên anh em không thể nào mà có thể tinh chỉnh được để mà chúng ta có cái thời có được cái điện áp cao hơn và cho một cái thời gian bay tốt hơn nữa ha. Đó. Đó, vấn đề của chúng ta thì nó chỉ có như vậy thôi anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bay test, bay lòng vòng cho nó xả pin vậy thôi. Chứ mình cũng không biết là phải làm sao nữa, cũng chỉ bay lòng vòng thôi. Thì với cái điều kiện hiện tại mình đang bay ha, thì có gió nhẹ anh em, gió nói chung cũng bình thường thôi, gió nhẹ nhẹ thôi, gió cũng không phải là gọi là gió quá to ha. Thì mình nghĩ là khi mà có điều kiện, trong điều kiện có gió to hơn một chút xíu thì nó cũng vẫn ổn thôi anh em, vì cái điện áp pin nó lúc nào cũng cao hơn cái pin lithium ion ha. Hiện tại với cái phần trăm pin hiện tại là 65% mà điện áp nó còn tới tận 3.8V anh em. Điện áp nó còn tới tận 3.8V ha, nó rất là cao luôn. Đã 65% pin rồi mà vẫn còn tới 3.8V thì anh em biết là cái điện áp nó rất là tốt ha. Mà điện áp tốt thì nó sẽ làm cho cái tốc độ vòng quay của động cơ nó tốt hơn ha anh em. Anh em để ý thường thấy là khi mà anh em bay bay tới gần mà điện áp thấp đó, khi mà anh em sử dụng benzin đó, bay tới gần điện áp thấp khoảng 3V đó, hoặc là 2.9, 2.8, nếu anh em nào mà chơi mà bắt kiệt pin, xả pin sâu đó, thì anh em sẽ cảm thấy nghĩa là nó bắt đầu cái máy bay chúng ta sẽ không còn thể giữ được độ cao ha. Chưa kể là nó sẽ có một cái cảnh báo trên màn hình là max power reach hoặc là max motor reach, tức là lúc đó tốc độ vòng quay của động cơ nó đã đạt tới giới hạn ha, nó đã quay với tốc độ tối đa ha, vì điện áp thấp cho nên là nó không thể nào quay nhanh hơn được anh em. Mặc dù dòng xả của pin có thể vẫn còn thừa ha, vẫn còn thừa để anh em xả pin cho motor ha, nhưng mà lúc đó điện áp của motor nó quá thấp rồi, cho nên là nó sẽ không có thể nào nó duy trì được cái độ cao ha, duy trì được cái lực nâng cái máy bay á, cái lực nâng của máy bay lên để cho cái máy bay chúng ta có thể duy trì được một cái chuyến bay nó mạnh mẽ, an toàn ha. Đó chính là cái nhược điểm của pin lithium ion ha. Thì pin lithium ion á, ngoài cái nhược điểm đó ra thì nó có một cái ưu điểm mà nó đánh bại hoàn toàn pin lipo li HV, đó chính là cái tuổi thọ của nó ha. Cái tuổi thọ nó thì nó rất là tốt luôn. Pin lipo li HV này thì cái tuổi thọ nó chắc chắn là sẽ không thể nào bằng được cái viên pin lithium ion ha. Tại vì cái pin lipo này điện áp nó cao hơn thì tuổi thọ của nó cũng sẽ bị rút ngắn đi ha anh em. Chưa kể là cái việc bảo quản pin lipo HV nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với cái việc bảo quản pin lithium ion ha. Pin pin lithium ion thì anh em không có cần phải quan tâm lắm cho tới cái việc bảo quản đó ha. Còn pin lipo này thì anh em phải cần biết cách sử dụng ha, bảo quản pin cho đúng cách ha, nếu không thì cái tuổi thọ pin nó sẽ rút ngắn rất là nhanh ha. Và nó sẽ có cái hiện tượng nó bị phù, nó bị phồng lên to đó. Rất là nguy hiểm luôn anh em. Đó. Chính vì vậy cho nên là cái nào thì nó cũng có cái ưu và cái nhược điểm riêng của nó. Thì sắp tới có thể là mình sẽ sử dụng pin lithium ion để độ cho Mavic E ha, vì Mavic E là một cái
dòng Mavic mà phải nói là nó ăn pin khá là nhiều ha, pin Mavic Air bị phù phòng rất là nhiều luôn đó. Thì mình có thể mình sẽ chuyển nó sang sử dụng pin lithium ion để cho nó tăng cái tuổi thọ lên ha. Thì thật ra thì pin Mavic Air thì cũng rẻ, nó cũng gọi là mắc nha. Cái cell pin của Mavic Air nó cũng khá là rẻ, nhưng mà mình muốn đổi sang pin lithium ion để cho nó tăng cái độ bền lên đó. Thì thời gian bay của Mavic Air nói chung nó cũng khá là tệ hết anh em. Mavic Air bay được độ đâu đó 10 đến 15 phút thôi là nó ngoẻo rồi. Thì khi mà chúng ta thay cell pin lithium ion vô mà bay được 10 đến 15 phút tương đương mà cái tuổi thọ nó có thể gấp đôi, thì chúng ta cũng nên thử một lần ha. Có người thì xài pin lipo, có người lại thích xài pin li-ion, mỗi người mỗi kiểu ha, mỗi người có một cái sở thích riêng, có người có một cái mục đích riêng ha. Người như mình thì thích ăn chắc mặt bền thì mình sử dụng pin lithium-ion ha. Còn anh em nào thích chơi thả diều, bay đường dài, bay lâu, quay này quay kia cần thời gian dài thì anh em chơi lipo, mình thấy nó hợp lý ha anh em. Đó. Thì hiện tại là 53%, còn lại thời gian bay còn lại là 25 phút. Điện áp là 3.7V và thời gian ghi hình đã là 15 phút rồi anh em. Nhiệt độ hiện tại đang là 41,6 độ ha, được đo tại trong cái học pin nha, chứ không phải đo trên viên pin nha. Viên pin thì nó đang nằm trên lưng thì chắc là nó phơi nắng nó sẽ bị nóng hơn đó anh em. Nó sẽ nóng hơn ha. Còn này là mình cái sensor đo nhiệt độ đang nằm ở trong cái học pin ha, mình không có đo trên pin. Thời gian bay hiện tại của mình đang là 10 giờ sáng anh em. Trời, thời tiết lúc này cũng khá là nắng ha. Chắc là pin cũng sẽ nóng lắm. Thì thời gian ghi hình hiện tại nó đã tới con số 18 phút rồi anh em. Đó, tới thời gian này đối với benzin thì bắt đầu nó cũng chuẩn bị báo low batteries rồi đó anh em. Nó cũng sắp sửa low batteries rồi. Còn này thì em nó còn tới 43% pin ha anh em, cũng khá là dư giả ha. Khá là dư giả cho một cái chuyến bay nữa ha. Thì bây giờ mình cũng bay lòng vòng hoài vậy đó, để mình coi xem được thời gian ghi hình được thực tế là nó được bao nhiêu phút với anh em. Thì viên pin hiện tại nó đang phơi ngoài nắng ha, tại trời trưa 10 giờ sáng này cũng khá là nắng rồi nha. Thì em nó cũng cố gắng gồng gánh phơi nắng để em thực hiện cái clip này cho anh em xem ha. Mình thì cũng chỉ bay vòng bay nhẹ vậy thôi. Chủ yếu là khi mà chúng ta độ pin đó anh em, chúng ta độ pin là để chúng ta có được cái thời gian bay tốt ha, kháng gió tốt hơn ha, chứ không phải là chúng ta độ pin để chúng ta so tài về thời gian bay ha anh em, mà chúng ta cần cái sử dụng thực tế hơn ha. Mình thì cần cái sử dụng thực tế hơn đó. Không biết anh em thì sao. Thì thời gian sử dụng thực tế mà nó được trên 20 phút là rất là tốt ha anh em, rất là lý tưởng ha anh em. Thì đây mình đang bay cũng đã 20 phút rồi, mình ghi hình liên tục không có ngắt quãng luôn nha anh em. Nó thì mình biết là nó sẽ tốn bộ nhớ đó, nhưng mà nó tốn bộ nhớ thì cũng chấp nhận thôi, để mình có được cái clip mình bay long range test cho anh em xem. Quay cái thời gian dài cho anh em xem ha, thì tốn một nhớ chút xíu cũng không sao đó. Thì có một vài anh em thích quay những cái trận đấu bóng đá trong sân bóng mini mà quay từ trên cao quay xuống anh em. Có nhiều anh em inbox nói với mình là cần cái thời gian quay khoảng 30 phút cho một trận ha. Thì mình nghĩ là với cái viên pin 3830 của Mavic Pro này có thể đáp ứng được cho anh em ha. Có thể đủ để đáp ứng cho anh em quay được 30 phút ha. Mình nghĩ là có thể thoải mái quay được 30 phút luôn anh em. Mình đang bay ở độ cao 40m ha, và tầm xa hiện tại là 400m này. Mình có thể bay xa hơn nữa anh em, nhưng mà mình chưa có tự tin á. Mình mới độ lần đầu tiên nên mình chưa có tự tin. Cho nên là mình chỉ bay vòng khoảng vài trăm mét nên mình quay đầu thôi. Bay xa quá nó cũng không tốt anh em. Vì chủ yếu là mình cần thời gian bay dài chứ không phải mình cần để bay xa. Thế này long range, thật ra mình nghĩ long range 4km quay về vẫn tốt luôn. Ha, bay long range 4km quay về vẫn tốt. Nhưng mà với cái sóng hiện tại của cái điều khiển thì chắc nó không có đủ khả năng để nó bay long range.
nó không sẽ không đủ để mình bay long range 4 km đâu ha. Chứ này mà bay 4 km quay hình đi về còn thừa luôn anh em, quá dư thừa luôn. À, mặc dù đặt pin trên lưng nhưng mà GPS nó vẫn đạt tới con số 15 tới 17 hết anh em. Tại vì khi bay lên cao á, sóng GPS có thể nó sẽ truyền ngang hông á, nó sẽ truyền ngang hông của máy bay ha, chứ nó không cần phải nó không cần phải nhất thiết là nó sẽ truyền trên đỉnh đầu xuống ha. Clearing low batteries. Ba chấm 45 V mà nó báo clean low batteries anh em. Ok anh em, nó đã tắt luôn rồi ha anh em. Nó đã tắt luôn ha. Thì thời gian bay của mình, cái này nó tắt là không phải là do nó bị hết pin hay gì đâu nha anh em, nó tắt do nó bảo vệ tự động của thằng DJI ha. Là nó cắt ở 3,2 V ha, thì ở đúng 3,2 V nó đã cắt ha. Mình đang bay ở battery mode 1 ha. Cho nên là ở 3,2 V nó đã cắt rồi ha. Thì tổng thời gian bay được là 35 phút nha anh em. Tổng thời gian bay được và ghi hình liên tục, bay và ghi hình liên tục là 35 phút nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên. Có một cục bị phồng mày, cục trên này phồng nè, trên này phồng căng lên luôn, còn cục dưới này thì còn cứng, cục dưới này còn khá là ngon, dưới này mát lạnh luôn, không có bị phồng hết. Còn cục này thì nó mới hơi ấm ấm lên thôi, nó chỉ hơi ấm ấm thôi mà nó phồng nha. Cục nằm dưới nè, cái cục nằm dưới cái lưng của con Mavic nè, nó phồng lên phì luôn anh em, phì luôn. Yeah, cục này thì còn ngon. Rồi, ok.